Aeon hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Với chương trình Người Bí Ẩn. Chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20 giờ 30 phút tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Cùng gặp gỡ cặp đôi không thể thiếu ở mỗi số phát sóng, đội chủ nhà nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Trấn Thành. Bữa nay mặc cái bộ đồ gì hoành tráng vậy? Sau một thời gian thôn tính địa cầu, hiện nay bàn tay của chúng tôi đã có đủ tất cả những bí kíp và tiềm năng để có thể tràn như showbiz và làm cho bất cứ ai nổi tiếng bây giờ, chỉ là chúng tôi đẩy lên liền. Những nhân vật sắp xuất hiện ở đây là đã nổi tiếng rồi. Nếu mà về công ty tụi tôi nghĩ là mấy bạn nó nên lấn qua cái khác. Có 3 hồ sơ đang dự tuyển. Đầu tiên phải đẹp nha. Đẹp dư. Da là không có mụn mà không có rổ được. Trắng mịn. Trắng mịn à. Nữ là phải nét hiền nha, không có dữ. Dư. Dư luôn. Không hả? Chỉnh sửa. Chưa bao giờ. Ok. Mời những ngôi sao tương lai xuất hiện. Trời ơi, ghê không, ghê không. Quên, đáng lẽ là bên đây 3 đứa, mà 2 đứa cây bệnh, có bệnh nhỏ áo đỏ đi à. 2 đen đen là ai? À, bảo vệ. Nè, hai đứa bảo vệ dẫn bà chủ xuống đây cưng. Coi tôi mặt tụi em sang như thế này mà lại nói bảo vệ là sao? Mặt tụi em sang, tụi em còn đồ vét đó chị. Bằng đồ vét, đồ tay á. Cái đồ này là đồ cơ bản của sách hành lý đó, đúng không? Không. Cái gì nữa? Sách hành lý là đối với mặt văn khoa thôi. Còn đối với em là một cái sự lịch lãm. Lịch lãm gì mà ở trên giày rồi dưới rách mớ giày. Lịch lãm gì? Đây là sách hành lý nè. Đâu đỏ, mà? Đỏ đậm là thấy chặt tôi rồi. Còn bên đây là trắng đen là chặt ông chủ nữa. Bây giờ là tôi thấy không có hợp lý rồi. Không được, không chấp nhận được rồi. Giỏi, tôi nói giỏi mà phải nâng nó thôi. Giỏi hả? Giỏi không? Đây là ngoài diễn viên còn hát được. Hay ngoài diễn viên còn bán bún đậu được. Mày hát cái gì? Cái tài năng nó nghe nó mùi quá nha. Em hát được. Tụi em bây giờ ca thử đi. Nếu mà hay thì tụi tôi đầu tư cho tụi em vô một cái chương trình mới nhất về âm nhạc mà tụi tôi mới sản xuất. Thôi chị. Tiếng hát điều hành tâm lý. Rồi, em hát trước, em hát trước cho ba đứa vô nha nhóm tâm ca. Em hát trước, em hát trước, em hát trước. Ba đứa nha. Em hát trước, em trước. Rồi hát đi coi được, đưa vô. Anh ơi anh ở lại với em anh ơi ở lại. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời rồi một mình chơi vơi. Chơi vơi. Bây giờ em hát cứu bạn diễn em nè. Em phải cứu Nam Thư thôi, bởi vì dù gì em với Nam Thư cũng đã từng có quá khứ mà. Hai đứa yêu nhau hả? Dạ không, nói chung là cái chuyện quá khứ nó là cái tôi chuyện thấy mà... là em quan tâm tới Nam Thư hơi bị nhiều những ngày gần đây rồi. Trên Facebook cũng như là ngoài cuộc sống, nâng khăn sửa túi đưa đồ ăn. Thành ra tôi thấy Nam Tư nghe hồi sáng hỏi chị thấy nghĩ sao? Chị tưởng hỏi em út làm sao cho nó nó cũng dễ thương. Ô, ai có ai ạ? Hai em liệu đi nghe, tôi đang quan sát đó. Làm gì làm chứ đừng để tôi thì tôi không có đăng báo đâu, tôi chỉ đăng nhẹ lên trang fanpage của tôi. Trời ơi, còn 80 trang báo bay của anh thì thôi chứ. Đó. Ủa bây giờ quay lại là mình có hát không? Hát đi. Thư ơi thư ở lại với anh đi thư ở lại với anh đi thư ở lại xin thư ở lại. Ê nó nghe nè, nó ở lại hoài không ai nuôi nó nổi. Thư ơi thư đừng về đó. Ở lại với anh đi thư đừng về. Ở lại với anh đi thư đừng về. Đừng về với nó. Sao cái tông này kỳ quá vậy Khoa? Không phải em đang hát hay tự nhiên là cho anh vào cái nó bể liền. Thôi nó nghe nè, bây giờ tôi thấy vậy nè, cứ cho ba em nó chơi ngày hôm nay đi. Hở mà thắng thì tôi với ông bầu tiếp tục đầu tư cho vô showbiz để đi ca. Còn nếu mà hôm nay mà chơi mà tua luôn, hiểu không, là bắt đầu từ ngày hôm nay hai chúng tôi chỉ đầu tư cho ba đứa em chơi game thôi, khỏi làm gì nữa đó, hiểu không? Để gỡ lại đền bù lại cho tụi tôi nha. Tại tôi đầu tư cho tụi em quá mà. Mà quan trọng là nếu mà thua hay không gì đó thì mai mốt là tiền thưởng phải chuyển gì cho công ty. À là ví dụ như hôm nay tụi em thắng hay thua cũng tiền cũng phải chuyển về công ty chứ sao nữa, tôi đầu tư mà.
Ủa chưa đầu tư mà, ngày hôm nay mới là cái ngày bắt đầu mở lời đầu tư. Em đầu tư đúng không? Dạ. Đầu tư thì từ đâu? Từ tiền của tụi em. Mà nghe chữ đầu không? Bắt đầu từ đầu là ngày hôm nay đó. Về kiếm tiền đi em, 50 triệu đang chờ tụi em. Hoang mang quá vậy. Chúng tôi xin giới thiệu lại một lần nữa, đội chủ nhà gồm có nghệ sĩ Việt Hương và nghệ sĩ Trấn Thành. Đội khách Mạc Văn Khoa, Nam Thư và quý vị. Khoa tham gia chương trình này mấy lần rồi? Dạ đây là lần đầu tiên em tới với chương trình Người Bí Ẩn ạ. Nghĩ em cũng là lần đầu tiên ạ. Còn Thư? Dạ em lần này là lần thứ hai. Tụi em tới đây với tinh thần nhất trí cùng nhau phân tích đưa ra đáp án thật là chính xác ạ. Không có sự cạnh tranh. Còn nghĩ sao? Thì em cũng muốn thống nhất với các bạn thôi. Em không muốn mỗi người một ý. Tại vì chúng ta là một team ạ. Và Thư sao Thư? Hai người rồng lòng quá. Em nghĩ là hôm nay trong đội em là người đẹp nhất rồi. Nên em nghĩ là mọi người sẽ lắng nghe ý kiến của em, đúng không nhỉ? Một tràng vỗ tay cho Nam Thư ạ. Đến với chương trình ngày hôm nay, Nam Thư là người có kinh nghiệm nhất, chắc chắn là sẽ hướng dẫn cho hai bạn còn lại. Bây giờ trước khi đến với vòng đầu tiên, chúng ta cùng giải lao trong giải lát. Thưa quý vị, chúng ta đang quay lại với Người Bí Ẩn, vòng chơi đầu tiên. Xin mời những người bí ẩn. Ai là người biểu diễn bẻ khớp và chui qua móc áo? Wow, wow, wow. Ui, wow. Ghê à? Mời bạn số 1 giới thiệu. Nam Thư à, được tin ngày mai em lấy chồng, anh về bẻ khớp thế là xong. Bẻ xong anh luồn qua móc áo, đến lúc tỉnh táo mới thấy đau. Anh là người bẻ khớp chui qua móc áo. Khoa, em hay làm thơ, em cho anh biết cái bình luận cái đoạn thơ vừa rồi xem nào. Anh nói mới biết đấy là thơ đấy. Ok. Lúc vào em tưởng hát, nhưng mà một lời giới thiệu đầy cảm xúc đấy. Mời vị trí cho ai. Nam Thư. Dạ. Anh có thể bẻ được khớp tay, khớp cổ, nhưng mà anh chưa một lần dụ dỗ được em. Trời ơi. Anh có thể chui qua móc áo thật nhanh, nhưng mà chưa một lần làm con tim em xao xuyến. Ê. Nam Thư. Dạ. Em có thể cho anh biết đến khi nào anh có thể bẻ khóa được trái tim và chui vào em. Hay, hay. Cái này được. Cái này mới là thơ nha. Anh chính là người bẻ khớp chui qua móc áo. Duyệt cái này. Duyệt anh, cái này thơ đấy. Anh Khoa. Ôi anh đấy. Anh là niềm tự hào của thị trấn Sao Đỏ. Còn em, em là chàng trai nhỏ trong một gia đình. Em có thể bẻ khớp để chui qua được cái móc áo. Tôi là người bẻ khớp chui qua một cái móc áo. Vị trí số 4. Cách đây vài năm, một trận tai nạn kinh hoàng đã xảy ra. Trời khiến ơi. Tôi bị chật khớp toàn thân. Bác sĩ lúc đó đã tiến hành nắn khớp lại cho tôi. Toàn thân tôi đau rỉu rát, rã rời đến mức không thể nói nên lời. Chỉ nói được hai chữ: bóp khẽ, bóp khẽ. Không biết ông bóp khẽ cái kiểu gì mà bây giờ em lại đi diễn bẻ khớp. Em chính là người bẻ khớp chui qua cái móc áo. Mời vị trí số 5. Khớp đây bẻ bẻ đi. Ta lang lang la lang. Khớp đây bẻ bẻ đi. Ta lang lang la lang. Bẻ nghe cái gớp, cái khớp nó còn nguyên. Rồi, chính là người bẻ khớp chui qua móc áo. Rồi, Khoa, em hỏi anh số 3 của em luôn đi. Bạn chui qua cái móc, bạn chui phần đầu trước hay phần chân trước hay là chui thế nào? Em chui phần đầu trước anh ạ. Tiếp theo cái phần đầu là phần gì? Là tay ạ. Quỷ tay à? Dạ. Âm nhạc em sử dụng là loại âm nhạc gì? Kịch tính hay là hip hop hay là gì? Em sử dụng dubstep. Số 1, em diễn nhạc gì? Nhạc EDM. Làm cái này bạn có khởi động không bạn? Dạ, trước khi diễn em sẽ khởi động nhẹ. Khoảng bao lâu à? Dạ, khoảng từ 5 đến 10 phút. 5 tới 10 phút. Cái khởi động là nó gồm những cái gì? Dạ, gồm co giãn những cơ khớp đơn giản như là đầu, tay và chân. Dạ, cho em hỏi anh số 5, cái môn bẻ khớp này là anh học bao lâu rồi? Dạ, em học được 6 năm rồi chị. Mình học ở đâu ha? Dạ, học trên mạng là nhiều và tự tập. Tại vì cái môn này ở Việt Nam mình chưa phổ biến và chưa có ai dạy môn này. Cái trang phục mà khi mà mình biểu diễn á, thì nó là dạng trang phục gì?
Trang phục nào thoải mái nhất là được anh. Thoải mái là ôm sát hay là đừng ôm sát quá, tại vì khi mình bẻ thì nhiều khi nó rách cái mình cũng thấy kỳ. Tốt nhất là mặc bà ba diễn là đẹp nhất. Nếu em mặc bà ba thì làm sao khi em bẻ khớp người ta cảm nhận được cái đó cho anh biết coi. Lấy dây thun cột lại mấy cái chỗ mà nó bự quá. Xạo xạo. Hỏi bạn số 4, cái móc áo nó nhỏ mà sao chân mà đứng rộng thế? Dạ. Ai mượn là... dài của người ta. Ai mà càng giấu giếm là người đó đó. Dạ, cho em hỏi anh số 2, khi mà chơi cái môn này á, có bao giờ anh bị chấn thương chưa? Đã từng bị chấn thương nhưng mà chỉ là chấn thương nhẹ thôi. Và anh chấn thương vùng nào anh? Chấn thương vùng khớp tay và khớp cổ. Khớp tay là khớp này hay khớp này? Khớp này. Cái quần này của ai? Quần này của em. Của em mà làm gì rộng dữ vậy? Cái áo cũng không phải của em. Em rất ốm. Em bao nhiêu ký? Nói đi. Em 55 ký. Số 3 em nặng bao nhiêu ký? Dạ em nặng 65 ký ạ. Cao mét mấy? Em cao mét 85. Quá cao. Wow. Làm sao mà chui được. Số 4 bao nhiêu ký? Dạ em 70 ạ. Số 5? Em 50. Cao bao nhiêu? 1m7. Ông 1m7. Nếu mang giày như anh Thành. Vừa lắm. Vừa lắm. Thực ra khó à? Cũng khó, cũng khó. Nhưng mà cũng dễ. Bây giờ diễn thử nha. Chú ý nha. Dạ. Cái phần này là phần quyết định chọn đúng hay sai đó. Xin mời. Dạ. Coi bộ số 5 giấu nghề quá ha. Giả vờ vụng về đâu. Bây giờ mời chọn số. Ok. Đội khách chọn số 5, đội nhà lại chọn số 3. Vì sao mình chọn số 5 và đó là ý kiến của ai nè? Người phụ nữ duy nhất trong đội. Nếu là em chọn số mấy? Em đang phân vân giữa số 5 và số 1. Mà bây giờ chị Thư chọn một trong những cái em phân vân thì em theo chị Thư luôn. Khoa sao Khoa? Em số 5 ạ. Trong kia cái màn diễn nó cố tình diễn rất là lộng cộng. À. Chỉ có em chỉ đang nghi cái khúc mà tự nhiên nói mặc áo bà ba đi diễn là em thấy là không biết là thật hay là giả. À. Nhưng em cũng phân vân số 3 nữa. Nhưng mà theo về vóc dáng thì chỉ có số 5 mới chui qua được cái móc thôi. Còn mấy người kia thì với cái dáng vậy thì chỉ chui qua được cái cây phơi đồ thôi. Kết quả sẽ có sau vài phút vậy là. Thân mến, chúng ta đang quay trở lại người bí ẩn và đã đến lúc phải đi tìm người bí ẩn ở vòng chơi đầu tiên. Xin mời. Số 3. Có lẽ là đội khách nghĩ vậy nè. Cao quá, to quá, làm sao mà chui qua được. Đó là lý do vì sao tôi phải chọn số 3. Nếu đưa ra một cái người số 5 nhỏ xíu như vậy thì nó dễ quá còn gì. Thật ra cái người đáng nghi ngờ là số 1 với số 3. Nhưng mà tại sao số 1 bị loại? Là tại vì trong cái lúc số 3 làm thử, có một đoạn mà vươn cái tay qua cái móc thì rõ ràng mình thấy đó là cái cách của người có nghề. Của người có nghề chứ không phải là một cái người mà thọt tay bình thường. Rất tiếc là đội khách không thấy những điều đó. Không biết hồi nãy chú Nghị nhìn cái gì mà không nhìn người ta. Em không có nhìn mà em tin chị Thư không. Chị Thư, chị có ý kiến gì không? Không nên la phụ nữ như vậy. Đó. Nhẹ nhàng thôi. Đáng lẽ em không nên tin chị. Đó. Không phải. Mời vị trí số 1. Dạ, em là Phạm Đặng Phú Quý. Em đến từ Đồng Nai và em đang là một chuyên viên tư vấn bán hàng. Em chỉ có thể bẻ khớp miệng để thuyết phục khách hàng chứ không thể bẻ khớp tay để chui qua móc áo. Ha. Dễ thương quá. Phải là nhờ em có cái giọng Bắc cho nên là ban tổ chức mời em để đối với lại cái anh số 3 đúng không? Dạ, em cũng có thể uốn dẻo tay được. Vậy thử coi. Tao thử coi, thử coi. Hay quá. Nếu vậy là cũng biết bẻ mà. Ờ. Mời vị trí số 2 nào.
Dạ em tên là Quốc Việt, em là nhân viên ngân hàng, em chuyên bán bảo hiểm cho mấy ông tập tành mà bẻ khớp á, có gì liên hệ cho em. Thì có gì luôn ha, cái duyên dễ sợ lên em bán bảo hiểm rồi nó hốt em vô làm luôn đúng không? Số ba nó cười nó né luôn, tại vì biết là cuộc đời sắp phải mua bảo hiểm. Đây vị trí số 4, mời giới thiệu. Dạ em tên là Hoàng Di, em chỉ có thể bẻ lá bẻ bông bẻ qua bẻ cành, em không phải là người bẻ khớp chui qua cái móc áo. À, em tên là Nguyễn Trường Tín. À, em sắp 21 tuổi và hiện tại em đang là học viên của sân khấu kịch Hồng Vân. Đây, người bí ẩn số 3, mời giới thiệu. Em xin chào tất cả mọi người ạ. Dạ, em là Nguyễn Ngọc Hải, em đến từ Hà Nội ạ. Và hiện tại em đang là dancer bộ môn board breaking ạ. Xin mời. Xin tạm biệt những người bí ẩn. Thưa quý vị thân mến, đây là Nguyễn Ngọc Hải, đến từ Hà Nội. Đây, đứng đây nè. Thư đi đâu biết hết. Là quay ngược cái cổ ra làm sao? Bị đơn giản thôi, kéo cái mặt qua đây nè. Thôi, đừng nói thêm. Mời biểu diễn. Cái thứ hai nữa là từ khi làm được rồi, có bao giờ đi chụp X quang mà bác sĩ nói ở trong này có gì đó không giống người thường không? Bộ môn này thì em không phải là phát hiện ra mà bộ môn này là em tập ra. Chụp hình thì cơ địa của em vẫn giống người bình thường ạ. Y chang. Đúng rồi ạ. Ồ, mưa nắng mà chở mùa có đau nhức gì không em? Dạ không ạ. Em có ăn cái gì bồi bổ cho xương khớp gì không? Dạ không, chế độ ăn của em cũng như người bình thường thôi ạ. Không, nhưng mà anh nghĩ là em nên ăn một cái gì để cho nó bổ khớp, anh nghĩ vậy nên. Nó có mang bệnh hậu về sao? Nếu em tính tới đường dài em nên bổ sung, tại vì cái khớp mình làm nhiều khi nó bị lỏng và nó thế này nọ. Dạ vâng, thì ngoài bẻ của em còn thể bẻ cho một người khác nữa cơ ạ. Nghĩ, lấy đi nghĩ. À vậy rồi, lấy đi nhảy rồi. Em nghĩ em chọn anh Khoa. Lên nào, vậy là không có ưa em đó Khoa. Thương em đó. Không mà Khoa nó dẻo lắm, Khoa dẻo lắm. Thì như mọi người vừa thấy thì là tay của em có thể xoay một vòng hoặc hai vòng đúng không ạ? Đúng rồi. Bây giờ em sẽ áp dụng lên người của anh Khoa. Em sẽ xoay bàn tay của anh Khoa là 360 độ. Và sau đó là đến khuỷu tay 360 độ nữa. Tổng vào ở một cánh tay của anh là 720 độ. Có khởi động gì không em? Chưa khởi động mà. Thả lỏng, thả lỏng đi Khoa, thả lỏng đi Khoa. Phải tin em đó, phải tin em đó. Lỏng cho cái mặt nó không
rất bình thường ạ. Mọi người nghe đau đớn vậy thôi nhưng thật sự nó không có một cái gì hết á. Ok rồi. Nó rất nhẹ bây giờ nhàng. Bẻ chân. Em nói vậy cho trên sóng rồi chứ thời gian nó cũng hơi nhức anh ạ. Thôi nhưng mà không có gì hết. Khoa nói là ảo giác. Xoay thật ạ. Xoay thật luôn hả? Sao không thấy cảm giác không thấy gì luôn á? Thì làm lại. Không, có. Làm lại có anh ạ. Để đánh về sau bên này có thể anh đam mê bộ môn này thì anh em mình giao lưu nhá. Ok. Nhá. Mà em ơi bây giờ thi đấu ở đâu chưa, giải gì rồi? Dạ em không đi thi đấu ạ. Sao lại thế? Em chỉ thích đi tập với cả giao lưu với mọi người thôi ạ. Em ơi em giỏi quá. Trời ơi coi rất là mê ly luôn. Sắp tới chị có làm một cái phim về ma mị á. Dạ. Có gì mong là chị em mình sẽ hợp tác nha. Vâng ạ. Chị hứa. Tặng mọi người thêm cái chiêu mà bẻ chân ngược lên đi. À dạ ok ạ. Chiêu này mình có bẻ giùm người khác được không? Để anh chuẩn bị sẵn tâm lý ở dưới luôn. Không. Không hả? Ừ. Sao ta? Thôi bỏ đi anh Giang, nó dướng cái bụng. Hy vọng là sắp tới cơ hội sẽ đến với em để em được đi thi quốc tế. Vòng đầu tiên đội khách đã bị dẫn trước 1-0 bởi đội nhà. Ba người mà không lại hai người. Thiệt tình luôn. Trong khi đó đàn em của mình mà cũng không biết. Nghị ơi, em sống sao vậy Nghị? Dạ tại vì cái trò chơi này nó không có liên quan tới không số. Phải vì em bị Thư làm mờ mắt đúng không? Nếu anh nói vậy là oan cho Khoa, không lẽ Khoa cũng bị em mờ làm mờ mắt sao? Khoa tự động bị mờ từ lâu rồi. Nghị ơi tập trung đi em ơi. Dạ em đang tập trung dạ. Dòng này nè, chuyên môn của em. Người mẫu hả anh? Chuyên môn của em. Chờ đi rồi biết. Xin mời những người biết. Wow. Đỉnh lão. Cần quá. Nhìn là biết rồi. Ai là vận động viên dance sport chuyên nghiệp? Ở đây có mấy cháu nhỏ xíu nên các anh chị đội khách nhớ hỏi cho từ tốn, đừng làm cháu sợ. Chú Mạc Văn Khoa ơi. Đây chú đây con. Con là fan của chú nè. Tuy là miệng của chú bự như là cái loa, nhưng ở ngoài đời chú đẹp như là bông hoa. Chú hãy chở con nha. Bởi vì con là một vận động viên nhảy dance sport chuyên nghiệp. Con ai đây? Dạ chú Mạc Văn Khoa. Cái hình này đi Thái Lan hay gặp lắm nè. Thật sự cái mặt em nó có cái nét nữ tự nhiên khi phấn trang điểm. Khoa ơi Khoa, lần sau em bớt giả gái lại nha. Để cho mấy đứa nhỏ nó có cái tuổi thơ ổn định đó em. Nhưng mà mặt bé đưa tấm hình rất tự tin chị ạ. Tự nhiên hả? Không có hề ép buộc. Cái tấm hình này nhìn em như con chim cút. Nó ghê thiệt các Khoa. Không em đấy là con công anh. Em hóa thân thành con công. Con công mà con anh nhìn ra con chim cút hả? Đây vị trí số 2. Chú Mạc Văn Khoa ơi, chú là động lực cho con nhảy dance sport chuyên nghiệp đó. Sao vậy? Chú biết không, từ nhỏ mẹ con đã phải dạy con là phải ăn ngon nè, ngủ kỹ để có một vóc dáng nhảy tuyệt đẹp. Và như chú Khoa á, chú gầy lắm. Nếu như chú mà nhảy á thì chắc không ai dám coi đâu. Con chính là vận động viên dance sport chuyên nghiệp. Nít mà, nói thật lòng, biết dối gian gì cả. Mời con. Cô Diệp Hương gặp chồng thì mang cao gót, còn chú Trấn Thành gặp vợ thì nhảy nhót. Con gặp các cô chú, con nhảy dance sport. Con chính là vận động viên dance sport chuyên nghiệp. Wow, hay quá. Vị trí số 4, xin mời. Anh Mạc Văn Khoa. Chết chưa? Rồi, xong luôn. Xuống luôn. Cái gì đấy em? Mời anh nhảy một bài với em. Ủa em ơi. Lên. Anh có biết nhảy đâu. Hay là mình cứ bắt chấp em nhảy dance sport đi. Dance sport. Ui dạ. Sao anh lại đụng em? Em nắm anh mà anh phải đụng em chứ. Giận anh quá đi. Tí nữa em sẽ nhảy người khác cho anh xem. Em chính là một vận động viên dance sport chuyên nghiệp. Thực ra cái đó là một cái bài của người ta để cho em hoang mang, để lát em có chọn hay không chọn đó. À. Mời vị trí cuối cùng.
rumba, samba, cha cha, không làm khó được anh. Điệu vang, tango, quick step, không làm anh trùng bước. Nhưng chỉ duy nhất có một làn điệu mà anh vẫn chưa chinh phục được. Đó là điệu nhảy để đi vào trái tim thơ. Điền vào tim em ơi băng giá. Nam thơ à, anh chính là vận động viên dance sport chuyên nghiệp. Năm vị trí đã giới thiệu xong, mời các anh chị bắt đầu hỏi. Bạn số 4, cho anh hỏi là tiết mục vừa rồi em tập lâu chưa? Dạ, em mới tập thôi ạ. Cố tình nhảy vậy hay là tự nhiên nhảy như thế? Dạ, em cố tình. À, cố tình hả? Còn nếu mà không cố tình thì em sẽ nhảy như thế nào? Dạ, em sẽ làm cố tình hơn. Số 1 ơi, cho cô Thư hỏi, con nhảy dance sport á, vậy thì cái thể loại yêu thích của con là gì? Dạ, thể loại yêu thích của con là samba. Vậy bộ đồ con mặc trên người có phải là bộ đồ để mình nhảy samba không? Dạ đúng rồi, cái bộ đồ này là mình để thi đấu dance sport luôn ạ. À, thi đấu dance sport luôn hả? Con đã đi thi đấu bao giờ chưa? Dạ rồi ạ. Được giải gì vậy con? Dạ, thì tùy theo là lúc đó là mình nhảy thể loại gì và mình được như thế nào. Con là có được huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng đầy đủ ạ. Trời ơi, huy chương đầy đủ luôn. Hay quá. Đôi giày đang mang là đôi giày của con luôn hả con gái? Dạ đúng rồi. À rồi, cô Thư cảm ơn con. Con có thể che bớt cái hình của Khoa lại một chút chú được không? Sao anh đẹp vớ vẩn vậy? Hình nó đang đẹp mà. Nhảy samba là nhảy dịp mấy? Dạ nhảy samba là 1&2, 3&4 ạ. Còn cha cha? Dạ cha cha là 2, 3 cha cha cha. Số 3. Cho chú hỏi là trong Latin có mấy môn? Dạ, do con chỉ có học cha 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 cho nên con không rành về những điệu kia. Con chỉ biết về cha 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 thôi. Dạ. Sao chưa đi học mà dám đi thi mà có huy chương? Ờ. Con học dance sport nhưng mà con học điệu cha cha rồi con đi thi cha cha cha. Vậy còn số 2? Dạ. Con thi ở đâu? Dạ con thi rất là nhiều ạ. Chỗ nào? Chỗ nhà Phúc Thọ. Ok. Thế con thi giải mấy ở đó? Dạ con thi được giải nhất ạ. Giải nhất về cái gì? Dạ về cha cha và samba. Samba nhịp mấy nói chú nghe coi. Dạ samba là nhịp 1 and với lại 2 and. 1 and 2 and 1 and 2 and. Vậy hả? Dạ. Số 2, con dỡ đôi giày con lên cho cô Thư coi được không? Dạ. À rồi, cô Thư cảm ơn. Số 4 ơi, sao gọi bạn là chuyên nghiệp? Dạ, tại vì biết nhiều thể loại và nhảy một cách chắc. Trong đây có học trò của em không? Dạ không. Thế bạn thi đấu ở đâu rồi? Thành tích bạn là gì? Dạ, em thường thi đấu ở các hội nghị, event và các nhà thi đấu khác. Rồi cho hỏi số 5, bạn thi đấu ở đâu? Giải của bạn là gì? Có một đợt là em thi ở ngoài Hà Nội, là giải dance sport mở rộng. Đợt đó em chỉ được giải khuyến khích thôi ạ. Bạn giỏi môn gì? Em rành về điệu cha cha. Cha cha là thuộc ballroom hay Latin? Theo em thì là ballroom. Còn số 4, samba là Latin hay là ballroom? Dạ, samba là Latin ạ. Thật sự nhảy không phải là chuyên môn của em, nhưng mà nhờ anh Thành anh hỏi đúng chuyên môn, em cũng ngẫm nghĩ và cũng có được cái đáp án của mình rồi ạ. Rồi, mời hãy đợi chọn số. Đội chủ nhà chọn số 3, nhưng đội khách chọn số 1. Ghê chưa? Tại sao chọn số 1? Tại vì thứ nhất là em thấy cái cách trả lời của cô bé này, cách giao lưu á, cái gương mặt của bé á, lúc nào cũng cười hết. Và thực sự những vận động viên dance sport á, họ cái mặt họ lúc nào cũng tươi. Thứ hai nữa, lúc mà nói chuyện á, bé ký chân xuống á thì rất là đúng. Em cảm giác nhiều ở cái cô bé số 1 này. Lúc mở lên thì em cũng phân vân giữa số 1 và số 3. Và em đúng nghĩ rồi. Là số 3 cũng biết nhảy và cũng là nhảy đẹp hay lắm á. Nhưng mà khi mà giao lưu thì em cảm giác có mình thích cái số 1 hơn, với lại cái tấm hình của em nữa. Ừ. Cái đấy là cái sự ngụy trang, em hiểu không? Mang hình của Mạc Văn Khoa ra để làm cho người ta nghĩ là không phải là nhảy. Em nghĩ tí xíu nữa là bé số 1 với bé số 3 nhảy nhau luôn á. À vậy đó hả? Ai đúng ai sai, chúng ta sẽ biết sau vài phút giải lao. Thưa quý vị,
đã đến lúc chúng ta phải đi tìm người bí ẩn. Trời ơi, trời ơi. Sao vậy, sao tức? Vì ngay từ đầu khi mà mở cái màn ra là em nghĩ ngay là số 2. Tại vì nhìn cái cặp giò. Vậy đúng sao rồi? Không chọn số 2? Chị nói với em ngay từ đầu là số 2, nhìn cặp giò bé. Vậy là... sao không chọn? Vì áp lực gì? Vì mình lại tin cô ấy một lần nữa. Vì mình lại tin cô ấy một lần nữa. Trời ơi. Mời vị trí số 1 giới thiệu con. Dạ con chào mấy cô chú. Con tên là Thảo Vy. Năm nay con 12 tuổi. Và con biết nhảy. Thể loại của con là hip hop và jazz fun. Con là một vận động viên nhảy dance sport chuyên nghiệp. Đây. Giỏi quá. Cái này là hình của ai? Dạ của chú Mạc Văn Hoa. Ừ mình cất vô đây nha con. Anh đừng nâng niu quá vậy. Rồi bây giờ con nhảy thử một vài cái động tác cho mấy cô với chú xem được không? Dạ được. Cần về nhau. Nhìn giống như rock quay bên Mỹ á chị Hương hả? Sao cười? Lát tôi quay lại tôi nói chuyện nha. Nha. Số 2 dụ chú giỏi quá, chú thua con luôn. thua. Mời vị trí số 3. Dạ con chào các cô chú, con tên là Ngô Quốc Bảo, năm nay con 12 tuổi. Con nhảy thể loại hip hop và hiện đại. Vị trí số 4. Dạ, con tên là Nguyễn Đặng Thanh Tâm, năm nay con 15 tuổi. Con hiện đang là học sinh ở trường múa thành phố Hồ Chí Minh. Con chỉ biết múa ba lê chứ con không biết nhảy dance sport. Em hiện tại là đang làm dancer tự do và đang theo học ngành múa tại trường trung cấp múa thành phố Hồ Chí Minh. Em không phải là diễn viên dance sport chuyên nghiệp. Đây, trời ơi bé mẫm mỉm thấy ghét dễ sợ. Chào tất cả mọi người, con tên là Nguyễn Đăng Quỳnh, con chính là vận động viên nhảy dance sport chuyên nghiệp. Trời ơi. Ra nói chuyện chút được không? Dạ được. Ừ, xin mời. Rồi tạm biệt những người bí ẩn. Bí ẩn Đăng Quỳnh và Hồng Ân, hai cháu lát nữa sẽ nhảy đồ với nhau. Đây là giải thưởng Đăng Quỳnh đem về. Trời ơi. Trong nước có, quốc tế có. Hiện tại 4kg. Nặng dữ vậy đó. Con, bây giờ giới thiệu đi. Con tên là Nguyễn Đăng Quỳnh. Con học lúc 3 tuổi rưỡi. Tới bây giờ con học được 6 năm rồi ạ. Giải thưởng gì con? Dạ, con được giải thưởng quốc gia và quốc tế. Đâu, con chỉ cái nào, con chỉ cái nào, chỉ cái nào đi. Cái nào dữ nhất ở đây. Cái này là, ủa, là mấy năm liên tiếp hả? Dạ. Tức là mình dễ nhất mấy năm liên tiếp luôn hả? Dạ. Nhảy gì dữ vậy? Bây giờ chuẩn bị sẵn sàng nhảy chưa? Dạ. Xin mời. Trời ơi. Vừa nhảy cha cha đúng không? Dạ con nhảy cha cha và rumba luôn ạ. Chú Hòa ơi, chú Hòa thấy cháu nó nhảy thì sao? Dạ ngoài sức tưởng tượng ạ. Thật sự nhìn giải thưởng là em hiểu là cái sức của bé nhảy như thế nào rồi. Ừ. Đối với em thì để được một cái huy chương này thôi, nó là cả một ước mơ. Và có lẽ tới cuối đời em không bao giờ làm được. Nhưng mà bé mới có tí tuổi mà
nhìn cái đống huy chương trước mặt em không nói lời nào anh ạ. Ngày hôm nay cảm ơn hai con đến với chương trình. Rồi chúc hai con nhiều sức khỏe, mai mốt đoạt nhiều giải thưởng lớn hơn nữa để cho ba mẹ vui nha. Dạ em cảm ơn ạ. Ừ. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn, như vậy là ở vòng này cả hai đội đều sai. Tuy nhiên vòng trước đội chủ nhà đúng, tỷ số người ta vẫn đang dẫn trước mình 1-0 rồi. Lần này cả đội tin tôi nha. Lần này thì anh tha thiết yêu cầu Nghị có dạ. chính kiến của mình. Đừng có theo người ta xong lát hồi đổ thừa người ta. Dạ. Hãy lấy lại tất cả bản lĩnh đàn ông của mình. Mời những người bí ẩn. Tôi có ngực nha các anh chị, chỉ có hơi bụng mỡ chút xíu thôi nha, chứ tôi có ngực nha. Nhúc nhích coi, nhúc nhích coi. Lên cái đứng, lên cái đứng kìa. Đó, 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 phải. Trời ơi, giỡn mà. Có ngực không? Lên, lên, đứng, lên, đứng. Thôi. Năm bạn. Giật coi. Giật, rồi, thanh, giật. Trời ơi, vũ giật rồi. Thấy chưa? Bên kia người ta giật thấy gợi cảm vô cùng. Trấn Thành giật như giật kinh phong vậy đó. Đó, thấy chưa, thấy người ta giật chưa? Nếu mà Trấn Thành đội tôi lên đó rồi, tôi cũng yêu cầu Xuân Nghị và Mạc Văn Khoa cởi cái áo vest lên cho nó được giật luôn. Trời ơi, cái gì chứ? Không có công bằng vậy, nó công bằng cái đội tôi. Khoa nó giống bánh mì que ở Đà Nẵng quá ha. Giật cái ngực coi, giật cái ngực. Bóng ngực đó mà xin chiến. Nè, kêu Trường Giang giật cái bụng coi. Dạ. Xin mời anh Giang. Dễ bụng đậy luôn. Bụng đậy luôn. Khoa, em nhìn gì em nhìn cứ ngẩn ngơ vậy? Đâu, em nhìn xem cái cơ nó làm sao to thế. Thưa quý vị, tại sao lại xuất hiện nhiều người đàn ông lực lưỡng như thế này? Vì chúng ta phải đi tìm ai là người biểu diễn xiếc sức mạnh đôi tay. Yeah. À, có nghĩa là bạn quốc cơ quốc nghiệp. À. Đúng không, đúng không, đúng không? À, dạ. Ok. Nè Thư nè, Thư nè. Thiệt, chết chứ sống gì nổi trời. Nam Thư. Dạ. Chính em là động lực cho nguồn sức mạnh này của anh. Mỗi khi anh nhìn vào đôi tay này, anh lại tưởng tượng tới hình ảnh anh sẽ nhấc bổng em lên và chạy tung tăng trên thảo nguyên đầy hoa cỏ. Và những hình ảnh đó là động lực để anh tập luyện ngày và đêm. Và anh chính là người biểu diễn xiếc sức mạnh đôi tay. Mời vị trí thứ hai. Nam Thư à? Dạ. Tôi đi về đâu để gặp Thư? Ngôi sao nào rơi mang đời tôi? Nhưng tình không cay đắng có phải đâu là tình? Đôi bàn tay nhỏ bé biết níu kéo sao đây? Hát á hả em? Đúng. Cũng chính gì? Ngày xưa đôi bàn tay của anh bé nhỏ nên bị em bỏ. Để vào đây ngày đêm anh phải tập luyện để có sức mạnh như ngày hôm nay. Chẳng hay với đôi bàn tay này, wow, có thể níu kéo em lại được như ngày xưa không đó hả? Vì vậy anh chính là người biểu diễn xiếc sức mạnh bằng đôi tay đó. Trời ơi, rung nhẹ, rung nhẹ. Ủa, trời ơi. Mời giới thiệu. Nam Thư, anh chẳng biết cách tỏ bày nên nhờ sức mạnh đôi tay. Chỉ cần anh búng tay một cái, mấy đứa yêu em biến mất ngay. Anh chính là người biểu diễn xiếc sức mạnh đôi tay. Nam Thư. Dạ. Em định giấu giếm chuyện tình mình đến bao giờ nữa hả em? Em có biết không, đôi tay này của anh rất mạnh, nhưng thẳm sâu bên trong trái tim của anh lại rất mong manh dễ vỡ đó em à. Em à. Cái gì vậy trời? Em đừng có ngại bú rìu dư luận hết. Với đôi tay này anh sẽ bay gãy hết mọi bú rìu. Còn ai khác ngoài anh nữa hả cưng? Anh chính là người biểu diễn xiếc sức mạnh của đôi tay. Tôi đây có một đôi tay. Bốn đây cũng có một đôi tay. Nếu bốn đây hay thì hãy đấu tay đôi với đôi tay của tôi đây. Và tôi chính là người biểu diễn xiếc sức mạnh đôi tay. Dạ. Thưa quý vị, rõ ràng một điều sau khi mình trò chuyện là đây là những người mà hình như là ít khi nào mà đứng trước đông người và ống kính truyền hình, nên nói chuyện vấp váp. Đó là con người thật của họ. Cuộc đời họ nằm trong phòng gym. Họ không có quen nói chuyện cả năm người. Cho chị hỏi bạn số 1, bạn là ở đoàn xiếc ra hay là bạn tự ở nhà bạn tập rồi bạn thấy đôi tay bạn khỏe bạn đi thi? Em là tự tập ạ. Rồi em biết cơ bản là cái gì mà em làm? Đầu tiên là em cũng chỉ tập trồng chuối rồi thăng bằng các kiểu, nhưng mà sau đấy thì em thấy mình có một cái gì đó nó đặc biệt hơn.
thì em luyện tập nó. Chắc anh diễn ngoài Bắc đúng không? À, cả trong này ạ. Ở ngoài đó có nhiều người diễn giống anh môn này không? Rất ít ạ. Tại sao anh phải vào đây đi sinh sống? À, thì mình cảm thấy trong này là sẽ có nhiều đất diễn cho mình hơn, thì em quyết định vào đây ạ. Ở ngoài kia Bộ Hồng có tổ chức mấy cái này hả? Ở ngoài kia thì nó rất ít ạ, cực kỳ ít. Và đất diễn cho mình thì không có nhiều. Số 2, sao chọn môn này vậy bạn? Tại vì cũng có xem một số người biểu diễn ở nước ngoài, nên là cũng tập luyện theo và từ đó đam mê. Bạn diễn ở đâu? Hiện tại thì em diễn ở một số tỉnh lẻ và có thể là diễn ở một số công viên. Đang diễn ở hội chợ người ta ồn ào, cảm xúc bạn sao? Tập trung vào cái phần biểu diễn của mình là chính. Em hỏi anh số 5 tại vì em thấy anh body rất là lực lưỡng. Đôi khi em cũng rất là ao ước để bản thân mình cũng có thể sở hữu được cái khuôn ngực như vậy. Thì em muốn hỏi kinh nghiệm các anh là tập như thế nào để từ một cái thằng mà lép như em để có thể có một cái khuôn ngực như vậy ạ. Cái muốn tập mà một cái khuôn ngực nó bự như anh đấy, chắc là em phải kiếp sau. Hỏi gì? Hỏi làm cái gì? Hỏi gì? Anh làm được khoảng bao nhiêu phần trăm của mấy anh quốc cơ quốc nghiệp? So với quốc cơ quốc nghiệp thì cái môn đó nó mạo hiểm, còn cái môn của mình biểu diễn thì nó không mạo hiểm, chỉ là biểu diễn cá nhân thôi. Có bưng bê không anh? À, bưng bê thì không ạ. Chỉ có đi bằng tay và hít đất một tay. Thường anh diễn là diễn đơn. Vâng. Số 3, đồng ý với số 5 không? Dạ đồng ý. Bạn diễn những gì? Sẽ chống bằng hai tay trong chuối và có thể đi lên cầu thang và xuống cầu thang. Một suất diễn mang được bao nhiêu tiền? Dạ, ở Việt Nam mình cũng không có đất diễn là bao, nên là suất diễn cũng rất là ít tiền. Hồi nãy bạn nói là bạn đi diễn cái lương nó cũng không cao. Bạn đi làm vậy rồi cái chế độ ăn của bạn nó phải giữ cái người nó bự có cơ vậy. Rồi tiền đâu bạn ăn? Dạ, đa số là em phải làm thêm những việc khác. Ví dụ? Bản thân em đi, thì em đi làm sale thêm. Thấy thương chứ ạ? Đi diễn xíu rồi đi làm sale nữa hả? Dạ. Số 4, em có phải đi làm thêm giống bạn không? Dạ, thật ra thì cái công việc chính của em là em vẫn còn đi học ở trường đại học. Và em đi dạy thêm tiếng Anh. Dạ. Em dạy thêm tiếng Anh là em dạy cho lứa tuổi nào ha em? Dạ, em dạy cho các bạn em học sinh cấp 2 và cấp 3. Cấp 2, cấp 3. Ờ, còn đây, mấy cái đứa mà cấp tóc thì bỏ không dạy. Sao vậy? Bạn là lên tới cái hàng cấp cứu rồi thì bỏ luôn. Số 4 ơi. Số 4 cho em hỏi là mình có gia đình chưa ha? Dạ em chưa có gia đình nè, hiện tại em 20 tuổi. 20 tuổi à? Mà nè, cái này người ta mới dằn mặt nè. Dạ anh chưa có gia đình. Dạ em mới 20 tuổi, mặc dù không hỏi số tuổi của người ta. Người ta dằn mặt, người ta nói là à, chị ơi, chị tập trung vô chương trình đi. Chương trình là hỏi về đôi tay chứ phải hỏi về hôn nhân. Bạn ơi, chị ơi, từ từ em hỏi, hiểu không? Em không hỏi... mình ý chị nói là người ta đang nhấn nhẹ với em là em mới 20 tuổi nha. Thái độ với bạn Thư, rồi đó. Thư đang dẫn dắt để mà vô câu hỏi đó. Dẫn đi. Rồi, mình chưa có gia đình vậy mình có người yêu chưa? Dạ em chưa có người yêu chị ơi, em mới 20 tuổi ạ. Dẫn vô kìa. Cảm ơn mọi chị người. Chị hỏi một hồi nữa người ta số 19 á. Dạ. Dẫn vô chưa? Bây giờ vô nè. Vậy thì cái mẫu người yêu lý tưởng của bạn là như thế nào? Dạ nhưng mà em mới 20 tuổi thôi. Bất quá tam. Đừng quá tam ba bằng. Mình biểu diễn sức mạnh về đôi tay thì cách tập luyện như thế nào để có một đôi tay có sức mạnh? Ban đầu chúng ta sẽ bắt đầu từ những bài tập cơ bản trước. Chúng ta sẽ tập luyện với cái trọng lượng cơ thể của chúng ta. Chúng ta sẽ không có dùng tạ. Dạ, chúng ta sẽ tập bằng những bài tập như là hít đất. Khi mà hít đất tốt rồi chúng ta sẽ lên hít đất một tay. Hít đất một tay tốt rồi chúng ta sẽ lên chầm chú hít đất. Dạ đó. Nhưng mà mình có phải siết cơ lại hay là như thế nào không? Dạ thì cơ thể của chúng ta nó càng nhẹ thì chúng ta càng thực hiện động tác nó dễ dàng hơn. Bộ môn này á mình làm á có khi nào mình bị chấn thương không? Dạ thì cái lúc đầu mình tập do cái trọng lượng cơ thể nặng thì mình sẽ bị đau cái khớp cổ tay. Dạ. Nhưng mà chúng ta tập để mà cho nó vượt qua được cái nỗi đau luôn thì lúc đó sẽ ok. Sức mạnh đôi tay nếu mà bạn chống đỡ thì cái phần nào là phần quan trọng nhất để chịu lực cho toàn bộ cơ thể? Toàn bộ cái phần cơ thân trên đều phải khỏe chứ không chỉ riêng gì cái sức mạnh của đôi tay không. Số 5 anh đồng ý số 4 không? Đồng ý ạ. Chỗ nào là quan trọng nhất? Nếu mà biểu diễn sức mạnh đôi tay thì sức mạnh của cơ lưng, cơ vai và cơ tay nó kết hợp với nhau chứ không mỗi riêng về cái cơ tay không. Bây giờ để cho đội khách có một cái cơ sở, người ta sẽ biểu diễn thử ha. Xin mời. Bóp nát quá cao. Diễn quá. Trời ơi, có cái ông số 4 kìa. Số 2 diễn mới quá. Mới 20 tuổi mà ông diễn kìa. Rồi, xin cảm ơn. Trời ơi, quá. Sao cho bóp cái gì không bóp đi, bóp cái mà em cũng bóp được vậy. Đã đến lúc chúng ta phải chọn con số.
mấy để Khoa chọn. Đội chủ nhà chọn số 3 và đội khách chọn 20 tuổi. Số 4. Thật ra là em phân vân với số 3 và số 4. Tới vòng thứ 3 thì em thấy chương trình có một cái sự trái ngược. Sức mạnh về đôi tay ấy, thì thường thường là chương trình sẽ nghĩ là ai tay to, thấy cái cơ, cái bắp là sẽ là người mạnh. Nhưng mà đặc biệt có số 3 và số 4 là không có cái cục cơ nó rõ. 1-2 năm là chỉ đam mê tập gym thôi, tay chưa chắc đã mạnh. Nghĩ thấy sao? Nghĩ chọn số 1. Em chọn số 1. Tại vì thấy cái tay rất là lực rồi, có cơ bụng rồi, cơ lưng. Nhưng mà lần này thì em lại nhường cho Khoa chọn. Em tôn trọng ý kiến của đội mình. Tại sao Khoa chọn số 4? Em nghĩ cái tuổi 20 là một tuổi đẹp, còn rất nhiều đam mê và rất nhiều cô gái để theo đuổi. Số 3 em mấy tuổi? Thì em nghĩ là số 4. Dạ em 29 tuổi. 29, 29 với 20 thì 20 phải khỏe hơn chứ. Chị ba mấy? À kiếm mất, 20 khỏe hơn. Thôi chọn số mấy? Rõ ràng em rất là muốn được học anh văn nên em chọn số 4. Dạ. Vậy thôi. Chúng ta đến với kết quả sau vài phút giải lao. Chúng ta đã quay lại với người bí ẩn. Hai đội là hai lựa chọn khác nhau. Bây giờ là kết quả, xin mời. Là chính xác. Hồi nãy anh nói anh chọn số 1 nhưng cái ánh mắt nó không tin như vậy. Đâu anh có nói là nhưng em tin đội của em. Đúng. Chính xác chưa? Chính xác chưa? Cuối cùng là chị vẫn đúng hết. Thấy chưa? 20 tuổi. Tâm phục khẩu phục. Vì sao đội mình chọn số 3? Số 3 quá hay. Rồi, mời vị trí số 1 giới thiệu. Tôi là Nguyễn Văn Đức, năm nay 30 tuổi, hiện tại đang là personal trainer. Tôi không phải là người biểu diễn sức mạnh đôi tay, nhưng tôi có thể dùng đôi tay này nhấc bổng Nam Thư lên. Số 1, số 2, số 5 loại liền. Body đẹp mà fit vô từng khuôn, từng cái V-line, ngay cái eo, cái sườn. Đó là gym. Hay quá, quá đẹp, cơ bắp dữ dội. Mời vị trí số 2. Mình là Mai Hồ Minh Mẫn. Công việc hiện tại là huấn luyện viên và là người mẫu. Mình không phải là người biểu diễn sức mạnh bằng đôi tay. Cảm ơn anh. Chỉ cần em búng tay một cái là mở thừa, chị Hương sẽ tan hết. Em đã quân ngôi sao PT Trương Phú Quý. Em không phải là người biểu diễn siếc sức mạnh đôi tay. Cảm ơn. Mình tên Trần Nhã, mình 40 tuổi và là huấn luyện viên và kim là vận động viên chuyên nghiệp. 40 tuổi. Mình không phải là siếc biểu diễn sức mạnh đôi tay. Cảm ơn anh. 20 tuổi thiệt không? Dạ 20 tuổi thiệt. Thiệt đó hả? Dạ. Trời ơi thằng bé đó chưa biết gì về đời hết trơn. Đừng dắt cháu đi làm đường lạc lối thưa à. Mời giới thiệu nè. Dạ xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Lê Phạm Thế Vũ. Và năm nay em 20 tuổi và em hiện đang là sinh viên năm 3 của trường đại học FPT thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi, đây, mời ra. Đây là Thái Vũ, mới 20 tuổi thôi. Đẹp trai, tướng tá ngon lành. Rồi cái môn về nó như thế nào, em giải thích cho mọi người cùng biết thêm. Thì cái bộ môn này là bộ môn mình sẽ dùng cái đôi tay của mình để mà mình đứng bằng tay và mình thực hiện tất cả những cái động tác khó trên đôi tay của mình. Bây giờ bạn biểu diễn một mình hay là với đồng đội? Dạ em biểu diễn solo một mình. Xin mời. Dạ bạn có không? Thank you.
Thưa quý vị, chưa dừng lại ở đó, có một điều kỳ diệu muốn mang tới cho Nam Thư nữa. Mời Nam Thư lên sân khấu. Bây giờ nè, nhường sân khấu lại cho em với Nam Thư. Dạ, thì em cảm ơn ngay từ đầu chị Nam Thư đã ủng hộ em và chọn em là người biểu diễn. Thì em cảm ơn chị rất là nhiều. Thì hôm nay em có một món quà tặng cho chị là chị ngồi sẽ đu đó và em sẽ kéo chị lên xuống, lên xuống. Cái gì vậy? Thì nắm tay quá vậy. Ý là kéo kéo thì được mấy cái là kéo cà gầm gì cầm hả? Làm gì vậy? Tôi hỏi một cái điều quan trọng nè. Tại sao mà vận động dữ gì mà vẫn còn mở bụng? Dạ tại vì khi mà mình vẫn còn mở thì nó sẽ lấy năng lượng từ mở để mà nó tiếp sức cho mình thêm. Còn nếu mà mình không có năng lượng từ mở thì nó sẽ đuối sức nha. Động trong cái gym gọi là chuyển hóa năng lượng đó. Dạ, vậy là phải có mở trong người phải không? Mấy người nghe chưa? Nghe chưa? Là để giữ là năng để lượng. Giữ trữ năng lượng chứ cho không những phải cái trường. Đúng rồi. Cảm ơn em. Quý vị nghe chuyên gia người ta nói cái đuông dừa là cái gì? À và khoan anh ơi, em quên là dự trữ ít thôi, còn dự trữ nhiều quá với anh thì nó cũng là phản ứng ngược. Phản ứng ngược. Cha mẹ em là... Dạ, ba em là người mãi đỏ cho em. Trời ơi. Mãi trời ơi. Mời bác ra đi, trời ơi. Mời bác ra đây. Trời ơi, ba chị bác Hương. À dạ, con nghe thấy là rất là tự hào. Bác không đưa con trai tốt, con trai tốt. Con trai tốt. Ba thấy sao vậy, thấy sao? Dạ. Cái gia đình mạnh không à? Ba ơi, ba nói giùm con chuyển đi. Chuyển hệ liền ba, chứ. Ba chịu không? Ba chịu không? Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Trời ơi. Miễn sao con mình hạnh phúc là được. Ê, bây giờ cái này mới ghê nè. Ba chịu mà thằng con không chịu. Chịu không con? Dạ như em đã nói lúc đầu là chị đừng có sợ bú rìu dư luận hết. Với đôi tay này em sẽ bay gãy hết mọi bú rìu. Dạ nhưng mà em mới 20 tuổi thôi. Em còn đi học. Lần thứ tư người ta nhấn mạnh em mới 20 tuổi. Mà bây giờ bổ sung thêm thông tin là còn đi học. Em mời chị đi về. Dạ, rất cảm ơn bạn. Cảm ơn. Thưa quý vị, mối tình không trọn vẹn. Vì sao? Vì cháu còn nhỏ phải đi học để lo sự nghiệp. Để chi? Để chỗ này còn về lo cho cha, cho mẹ. À, cũng lo cho chị Nam Thư. Cảm ơn hai cha con rất là nhiều. Cảm ơn em đã đem tới một tiết mục rất là hay và tạo ra nhiều cái tiếng cười trên sân khấu. Ở vòng vừa rồi, bất ngờ đội khách đã lấy được một điểm số. Một điều. Một điều, một điều. Tới vòng 3 mà mới một điều. Có nghĩa là, tới vòng 3 mới một điều. Có nghĩa là mới có 2 điểm thôi. Ở vòng cuối, mình không được phép trật. Có nghĩa là người ta trúng thì mình cũng phải trúng luôn. Thật ra vòng cuối là không được phép khác đội nhà thì nó dễ tính hơn. Đúng rồi, cầm quê. Hoặc cầm quê. Là quê cũng còn 10 triệu. Chứ mà khác một cái là một ăn hai thua đi về thôi đó. Nếu mà hai bên cùng thắng là ngon. Ngon, hai bên hai cùng thắng bên là ngon. Cùng thắng là 30 triệu. Ngon, trời mỗi ơi. Mỗi đứa 10 triệu. Em luôn. Trời nhưng mà ơi. Mấy đứa em mà đâu có làm vậy, đúng không? Mỗi đứa 2 triệu vui vẻ được rồi, để anh chị giải quyết cho. Trời ơi. Tài năng ở vòng này là có nhiều cái để khai thác. Dạ. Mời đến với những người bí ẩn cuối cùng. Ai là người biểu diễn võ nhạc với quạt? Võ nhạc. Võ nhạc hả? Đây, thưa quý vị, vị trí số 1 có cây quạt. Nấu như thế này mà còn chưa võ nhạc thì cần thêm cái quạt, cần thêm cái quạt.
nóng như thế này mà còn chưa vỡ nhạc thì cần thêm cái quạt, cần thêm cái quạt. Thời tiết này mà chơi vỡ nhạc thì nhất định không thể thiếu quạt. Tôi là người biểu diễn vỡ nhạc cùng với quạt. Xin cảm ơn. Xin tự giới thiệu, em đến từ Ai Cập. Ngoài tài võ thuật của mình ra thì em còn là một chuyên gia nhân tướng học. Để em xem ai sẽ là người phù hợp biểu diễn với em đêm nay. Về chị Nam Thư, chị họ Trần, chắc chắn lúc múa mặt chị sẽ rất bất cần. Anh Xuân Nghị họ Đỗ à, đương nhiên lúc múa mặt anh trông rất khắc khổ. Ủa chứ phải thô lỗ hả? Không anh. Anh Khoa, anh Khoa họ Mạc, cuộc đời anh sinh ra để múa quạt rồi đó. Ôi hay thế. Có bán đẹp, có nghệ hơn. Mời anh vào tim của em cùng nhau múa quạt biểu diễn võ nhạc. Cảm ơn em. Hơi mệt mỏi. Thành phố đêm nay sương mù bao phủ, nhớ thư nhiều anh có ngủ được đâu. Ghê vậy. Đành phải thức múa võ với đêm sau. Mà mũi quá nên cần thêm cây quạt. Tấm lòng anh mong thư đừng phụ bạc, lát anh diễn thư nhớ quạt phụ anh. Anh chính là người biểu diễn võ nhạc với quạt. Mời vị trí số 4. Sau bao năm du lịch khắp nơi trên thế giới, tôi đúc kết ra được một kinh nghiệm xương máu. Đó chính là đi đâu không quan trọng, quan trọng là phải xem dự báo thời tiết trước khi đi. Như tôi đây, qua Việt Nam mà trong vali toàn là áo lông mùa đông thế này. Nhưng không sao, tôi đã phát hiện ra được một bảo vật. Nhờ có cái quạt thần kỳ này, tôi có thể tự tin đi khắp nơi trên thế giới, biểu diễn võ nhạc cho anh em bà con nhà gấu khắp năm châu thưởng thức. Tôi chính là người múa võ nhạc cùng với quạt. Xin cảm ơn. Biết ai đây không Nghị? Số 5 biết ai không? Ai à, em bị cận, em nhìn không rõ. Cái trang phục á, cầm cái quạt ba tiêu đó kìa. À, bà La Sát, bà La Sát. Anh Mạc Dân Khoa, em mình quê tỏ tình đấy thì sao nào? Em yêu Khoa đấy thì sao nào? Có hai quyền, một là đồng ý, hai là chấp nhận lời tỏ tình của em. Em chính là người múa võ với quạt. Xin cảm ơn. Đây vị trí số 6, xin mời. Quạt. Với lại vịt ta, cái nghiệp quạt như đã vịn vào người. Mỗi khi đang gắn với quạt thì âu phải làm sao cho nó sang, làm sao cho đời người ta nể nang. Ta chính là người múa vọ quạt với nhạc. Quạt. Xin cảm ơn. Đây, chị Bảy thịt nướng, mời. Em là một nhân viên của nhà hàng Làng Nướng giấu tên. Công việc hàng ngày của em là quạt cho thịt nướng mau chín. Hàng trăm hàng ngàn xiên thịt nướng được ra đời là nhờ vào chiêu hàng long thập bát quạt mà em đã tu luyện hàng ngày. Không cần nói suông, bây giờ em sẽ triển luôn. Em mới chính là người biểu diễn võ nhạc với quạt. Xin cảm ơn. Vô. Võ nhạc. Nếu tôi phải ngày mai, Khoa đừng quên, có một người đang đứng đây đợi anh. Nếu không quan thì mau đưa tiền ra, vì em có chiêu biểu diễn võ nhạc cùng với quạt. Hỏi kiếm khẳng định luôn số 8. Dạ em xin lỗi mấy anh chị, tại vì em phải nói cái thông tin này trước khi mà cái vòng cuối này kết thúc. Đó là anh Mạc Văn Khoa, tháng trước anh mượn em 170 ngàn, anh đi ăn ốc chung với người yêu của anh bên quận 4 á. Rồi giờ anh không chịu trả cho em, bữa nay á em phải vô đây em năn nỉ chị biên tập cho em trà trộn vô đây đem đòi anh 170 ngàn. Anh đẹp cái mặt anh chưa anh Khoa? Trời ơi, bữa nay em phải lấy được 170 ngàn. Nếu mà không là chú cắt máy là anh biết tay với em. Bởi vì sao? Bởi vì em là người biểu diễn võ nhạc cùng với quạt. Thật á, một câu chuyện có đầu có cuối và có những phần kết thúc đầy sự bất ngờ. Dạ, trả nợ đâu 170. Ăn ốc quận 4.
Anh hiểu rồi. Nó không có thông tin gì mà nó liên quan đến thông tin gì cả. Mời hãy đợi bắt đầu hỏi đi nào. Sao trong đầu mình chẳng có nghi ngờ ai vậy ta? Hỏi đi. Cho em hỏi bạn số 4, mình tập cái môn võ nhạc với quạt này thì mình tập lâu chưa? Dạ em tập võ nhạc với quạt được 2 năm rồi. Cái nhạc mà mình sử dụng để mình múa là nhạc gì hả bạn? Dạ là nhạc sôi động có tiết tấu. Nhạc sôi động có tiết tấu. Ủa tại sao là quạt mình không sử dụng là nhạc dân gian? Để nó phù hợp với cái môn võ. Và hầu như là tụi em biểu diễn cho giới trẻ, nên là tụi em sử dụng cái loại nhạc đó. Cho chị hỏi bạn số 1, cái này kết hợp với võ gì vậy? Kết hợp với võ phố Việt Nam à? Đó là bài biểu diễn của một nhóm 10 người, 20 người hay là cá nhân à? Có thể biểu diễn một nhóm 10 người, mấy người hoặc là một người. Em là người ra diễn solo với cái quạt. Dạ. Phải ông số 5? Cái đó thì em không biết. Vậy chứ em diễn sao? Sao? Em sẽ ra diễn cùng với 5 bạn nữa. Em có lên solo không? Dạ không, em diễn cùng với các bạn. Là tất cả là động tác đều nhau hết chứ em không phải là một người chính đúng không? Không, em là người chính. Em học võ trước hay là em học múa quạt trước? Em học võ trước. Võ trước xong múa quạt sau đúng không? Đúng rồi anh. Số 2 cho chị hỏi, chút nữa em ra múa đó thì kết hợp với võ gì? Dạ võ vô Việt Nam ạ. Nhạc em thường sử dụng là nhạc gì số 2? Dạ thường thì cái bài võ quạt này tụi em sử dụng cái nhạc dân gian, nhưng mà tụi em mix lại cho nó sôi động, nó phù hợp với cái tính chất của môn võ Vi Nam và cái sự uyển chuyển của cây quạt rồi. Cho chị hỏi bạn số 6. Bạn số 1 hồi nãy nói là võ Vi Nam thường nó là bài quyền đẹp. Còn động tác này thì quạt thì chị nghĩ là phải tay đẹp. Thì nó phải vô karate hoặc thái cực đạo chứ sao nó vô là võ Việt Nam. Em là võ gì? Em là võ bảy trò. Võ bảy trò? Là võ bỏ chạy. Trời ơi. Nói lái đó. Số 6 ơi, nhạc gì cưng? Nhạc dân tộc. Mà có giống như là bên số 1 nói là có nhạc giật vô không? Lâu lâu em vẫn chơi nhạc giật bình thường anh ơi. Nhạc giật mạnh thì mình chơi giật mạnh, nhạc giật nhẹ thì mình múa nhẹ theo quạt. Nhưng mà nếu mà mở nhạc dân gian đương đại, nó đúng với cái bài của mình không? Cũng có, mà đôi lúc cũng không. Bởi vì nếu mà kết hợp như vậy thì nó loạn xoạn thật cầm lắm. Nên chúng em sẽ làm một cái bài gì đó remix hợp với từng phân đoạn. Võ ra võ, quyền ra quyền, đối luyện ra đối luyện. Ok, vậy em võ gì? Dạ, em vẫn là võ bảy trò. Ủa, cái bạn số 3 là lúc múa quạt là cái mặt nó đang như vậy hả? Đúng rồi. Ý cái bài nhạc quạt nó vui thì mặt bạn thế nào? Dạ, có lúc vui, có lúc căng thẳng ạ. Cái mặt bạn múa quạt vui thì mặt nó thế nào? Bạn thử coi. Vui quá. Cho chị hỏi bạn số 7, em học võ gì? Dạ, em học võ vô Việt Nam ạ. Bài diễn của em là mấy người? 8 đến 10 người ạ. Ủa sao nãy vé số 5 nó có 5 người? Dạ thì cũng tùy theo cái bài nhạc hoặc là tùy theo cái biên đạo đó. Bạn số 4, bạn số 7 nói đúng hay bạn số 5 nói đúng? Không bạn nào nói đúng hết chị. Vậy là diễn mấy người? Dạ 8 người ạ. Có nam không em hay nữ không? Dạ có nam ạ. Nam là chánh hay nữ là chánh? Nam là chánh ạ. Nam là chánh. Vậy hỏi nam. Số 8. Dạ. Em bán ốc hả? Dạ không. Chứ sao anh Khoa thiếu tiền em? Dạ em đi mua quạt sẵn cho vay tiền góp. Ảnh là con nợ của em. Em nói con nợ nhấn quá vậy. Em học võ gì đấy? Dạ em học võ vô Việt Nam ạ. Vô Việt Nam ạ? Dạ. Là em dùng môn võ đi đòi nợ luôn hả? Dạ một công đôi chuyện anh. À. Em đứng một cái thế nào cho nó hơi võ võ chị coi coi. Số 6, tại sao phải múa quạt? Em chọn múa quạt bởi vì thế giới bây giờ đang nóng lên, tiền điện thì tăng cao, thì bây giờ em múa quạt để cho nó mát hơn thôi. Số 4, sao phải múa quạt em? Thưa anh là em muốn kết hợp võ nhạc cùng với những cái dụng cụ võ thuật như là một số loại binh khí, thì trong đó có quạt là phù hợp nhất. Bây giờ là gợi ý của chương trình dành cho hai đội chơi, xin mời. Gì trời? Ôi, con nhỏ nó ăn hiếp em kìa. Chà, 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 à, chà, à. Đánh xúc vào con giả rồi. Nhà nó bắt nó tiếp cho, chà, kéo ra hết rồi. Được rồi, dừng tay. Và bây giờ đến lúc chọn con số, xin mời.
Sao cười dữ vậy? Cả hai đội đều chọn vị trí là số 4. Yes! Chắc gạt tụi mình được. Bà khoái. Chắc vậy quá. Vì sao đội khách chọn số 4? Không biết nữa, như cảm giác của em nha. Khi mà nhìn tất cả 8 người ở trên đây thì cái gương mặt mà thấy con nhà võ đầu tiên là em sẽ bị ấn tượng vào chị số 4. Và qua quá trình trao đổi thì chị, thứ nhất là chị nói chuyện rất là thật thà, dễ thương. Thứ hai nữa, khi mà ra ngoài thử á, mà lùi hay ấy gì á, thì cái bộ chân rất là chắc. Và em hoàn toàn tin chắc là số 4. Hai bạn có đồng tình không? Em có, tại vì em cũng chú ý cái tay á. Đúng rồi. Thì bạn ấy có làm một cái động tác như thế này và tay rất là chắc. Khoa chắc chọn số khác. Con người em cứ phân vân làm sao đấy. Sao ngoài nào? Số 4 thì em cũng có số 2 nữa. Bởi vì là từ sau tự nhiên là đây là phải che mặt. Rồi. Nhưng mà hai người đồng đội, một người chị, một người anh của em đã chọn số 4. Thì với một người nhỏ tuổi nhất đội như em thì em sẽ đồng tình theo số 4 ạ. Chấp nhận đắng cay. Hơi đắng. Vì sao đội chủ nhà chọn số 4 mà không chọn số khác? Thật thà, thế thôi. Nhưng mà số 6 lại... Số 6 cũng có cái điều đáng để chú ý. Lại giấu hết. Số 8 anh nghĩ là ai anh? Số 8 là vợ em. Là em mang nợ người ta đó. Bây giờ người ta tới với em rồi đó. Từ nợ đi, nha, tới cuối chương trình đi. Lấy được khoảng 30 triệu. Gặp trả 170. Như vậy là hai đội đã chọn. Kết quả ai đúng ai sai sẽ có sau vài phút giải lao. Lúc chúng ta đưa ra kết quả, ai là người bí ẩn cuối cùng? Hãy tập trung. Xin mời. Kết quả là Trời ơi. Mời vị trí số 1 giới thiệu bạn. Dạ chào mọi người, em tên là Trần Công Thái. Em là môn sinh của Vô Vi Nam, nhưng không phải là người múa vỡ nhạc cùng với Quạt ạ. Em tên là Mimi ạ. Em cũng là một môn sinh của Vô Vi Nam, nhưng mà em không đấy, phải là người múa vỡ nhạc với Quạt ạ. Còn bịt cái khăn là mục đích gì? Dạ, để che cái nhan sắc của em lại. Bịt cho vui đúng không? Dạ. Cảm ơn em. Sao bớt vui lại nhá. Bạn là ai? Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Tấn Tiến. Em không phải là người múa vỡ nhạc với Quạt, nhưng nếu Nam Thư Quạt thì em có thể biểu diễn võ cho Nam Thư xem. Vì em là vận động viên Vô Vi Nam. Ôi, ghê thiệt, lừa được cả hai đội luôn, ghê thiệt. Dạ, chào mọi người, em là Nguyễn Mỹ Phương. Em có tập võ được 12 năm. Hiện tại công việc chính của em là nhân viên văn phòng. Em không phải là người biểu diễn võ nhạc cùng với Quạt ạ. Học võ với cái nghề nghiệp nó sát nhau. Em tên là Ngọc Ánh và em đã học Vô Vi Nam được 1 năm. Nhưng em không phải là người múa võ nhạc với Quạt. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Minh Dũng. Hiện tại em đang theo học một lớp diễn viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Chứ em không phải là biểu diễn võ nhạc với Quạt. Cảm ơn bạn. Dạ, em là Nương. Em cũng là sinh viên, em chỉ dùng Quạt là để bán thịt nướng thôi, chứ em không có múa Quạt ạ. Vậy hả? Anh Nghị nãy giờ nhìn em dữ lắm á nha bé, cẩn thận. Nói gì nữa, cởi cái nón ra nào. Em là Mạnh Quyền, em là biên đạo. Em có tập võ Việt Nam và em đã từng biểu diễn võ Việt Nam với võ nhạc. Xin mời. Tạm biệt những người biên. Thưa quý vị, đây là Nguyễn Mạnh Quyền, người rất là quen thuộc với anh chị em nghệ sĩ, đã có nhiều năm trong nghề nhảy múa biên đạo. Hôm nay đến đây với mục đích lường gạt đội chủ nhà. Đúng rồi. Ban đầu thì bên em cũng nói về ekip á, thì thôi để em lên cho. Chắc chắn rằng là anh Trần Thanh và chị Việt Hương cho vui biệt em cũng không có chọn em đâu. Bởi vì họ sẽ nghĩ rằng là ồ, Quyền là chỉ đi nhảy thôi, làm sao mà đánh võ. Thì em muốn tới đây để cho mọi người biết rằng là em có một cái khả năng khác nữa. Và em muốn cho mọi người biết rằng là võ nhạc nó không có giới hạn cấp đai hay gì cả. Bởi vì đây là một cái bộ môn nghệ thuật rất là mới. Nhưng ở Việt Nam có một cái rất là khô khan là mọi người đều sử dụng một cái nhạc nên còn lại là mọi người chỉ là biểu diễn vỏ. Còn vỏ nhạc thì mình phải fix từng nhịp một, động tác chắc, nhưng mình cũng phải mang linh hồn động tác của vỏ. Còn lại thì mình cũng phải kết hợp với nhảy và âm nhạc là thứ quan trọng nhất để quyết định một cái bài vỏ nhạc thành công. Nó có thể uyển chuyển được và người dân đánh vỏ và cả dancer họ cũng có thể kết hợp tất cả mọi thứ. Đó là điều em muốn. Vỗ tay. Quá xuất sắc. Mạnh Quyền,
tự cái hào. Tên cha mẹ đặt ra có cái hàm ý là nó quýnh quyền mà nó mạnh nữa. Trời, bữa nay cũng để ý thua nó tức quá. Còn ổn chứ? Em vẫn ổn ạ. Nói chứ hay lắm. Ngày xưa thấy Quyền chỉ là trong hip hop thôi, mà ngày đó là anh đã đến nể em rồi. Anh nhớ là cái cuộc thi nhảy, nó lấy hai chân nó khóa vô cái ghế ngồi rồi nó nhảy hip hop, nó lộn, nó xăng tô mọi thứ. Nó làm đủ thứ trò chứ. Ngày hôm nay em làm ngạc nhiên nữa là em qua tới võ luôn rồi. Mà đúng, trên đời này cái gì người ta cũng làm được. Luyện võ cơ bản cũng được, luyện nhảy cơ bản cũng được, nhưng làm sao mà kết hợp được những cái đó, nó phải nhuần nhuyễn thì nó mới lên tới cái đẳng cấp của nghệ thuật. Thì ngày hôm nay là tìm cho mọi người xem những cái nghệ thuật. Đối với chị thì chị gặp Quyền rất là nhiều, nhưng mà ở cái mảng dàn dựng, nói thật là nãy chị rất là nghi ngờ, nhưng mà chị nghĩ là em chỉ giỏi về biên đạo thôi, em tới em dàn dựng cái gì đó cho tiết mục sau thôi. Nhưng mà đúng là một lần nữa em cho chị sáng mắt là em lại dàn dựng qua một cái khía cạnh hoàn toàn khác, mà cho người khác cái cảm giác giống như em nói nãy, võ thuật không nó sẽ khô khan. Thì đây em cho riêng một cái bài của Việt Nam với một cái màu áo dài trắng. Bài Quyền của em có kết hợp cái quạt, cũng là cái dân gian Việt Nam mình, quạt cho con ngủ, quạt ăn, cái gì cũng có thể quạt dùng bằng cái quạt. Em kết hợp vô em dựng, không còn gì để nói, em là một trong những nhà biên đạo mà chị yêu quý em, giờ lại càng yêu quý Quyền thêm nữa. Chúc em lúc nào cũng sức khỏe và nhiều năng lượng cũng như nhiều ý tưởng mới như vậy hoài. Cảm ơn em. Thưa quý vị, như vậy là ngày hôm nay đã trải qua 4 vòng. Rất may mắn, đội khách Huề với tỷ số 1 đều mang về 10 triệu đồng tiền thưởng. Khoa, lần đầu tiên đến với chương trình, hôm nay thấy sao? Dạ, cực kỳ thú vị. Thú vị gì cái mặt bình tĩnh bơ vậy? Là hôm nay em cực kỳ thú vị, ấn tượng và có rất nhiều cung bậc cảm xúc ạ. Ừ, đó. À, Nghị thì khỏi phải hỏi, hôm nay Nghị rất là mãn nguyện rồi. Dạ. Về tất cả mọi thứ đúng không? Ngày hôm nay em đã được tham gia chương trình và đã được mở mang tầm mắt rất nhiều.
Cảm ơn Thư ngày hôm nay đã ở bên và... Bỏ chữ chị luôn. Cảm ơn chị. Thư luôn. Hôn cái đi. Cảm ơn chị Thư ngày hôm nay đã ngồi bên cạnh anh. Nè. Cái chàng trai 20 tuổi còn đứng ở ngoài. Tôi chờ đám cưới của em nha. Tôi chờ đó. Rồi, Thư, em sao làm. Em tham gia chương trình hôm nay em rất lời. Bởi vì em có một mối lương duyên sau này với chàng trai 20 tuổi. Có tin vui thì em báo cho mọi người ha. Cảm ơn mọi người. Rồi. Một cái tát vào mặt Xuân Nghị. Hai đội sẽ có 5 triệu đồng từ ban tổ chức. Nhờ hai đội hội ý sau đó tặng cho một người bí ẩn ấn tượng. Chúng ta cùng gặp gỡ lại tất cả những người tham gia chương trình ngày hôm nay. Đại diện cho 5 bạn sẽ trao 5 triệu đồng này cho bạn Mạnh Quyền. Mời Quyền. Thưa quý vị, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn những người bí ẩn, cảm ơn hai đội chơi. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Người Bí ẩn, chương trình của Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 20:30 tối chủ nhật hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình.